Mẹ mình đang nấu lẩu Thái. Sáng mẹ với cha đi chợ đi nhà thờ Việt Nam hay đi nhà thờ Mỹ? Nhà thờ Việt Nam. Sao mày về ghé chợ Cam hả? Ừ, nghe chặt cam luôn. Sôi quá chừng. Chưa được rồi. Cái đó là luộc cái gì? Bún hả? Này lẩu Thái Lan mà có bỏ hải sản nè. Này giống chị ba nấu thăm dăm vậy không? Cái nồi nó đang sôi nè. Mẹ không có vớt bọt ra hả? Thì vớt mấy cái bọt này ra được không? Đấy. Tại mẹ mới bỏ mực bỏ tôm vô. Nấu xong cái rồi bỏ vô rồi cái múc ra ăn được rồi đó. Cắt miếng thịt bò. Xong Sáng mày đi lỡ mình cứ gặp cô Tư. có chưa Chủ nhật không có đi đâu, không có nhà nấu đồ ăn. Em bỏ vô rồi nhưng bây giờ còn dư cái này, nếu mà mình trụng thêm mình ăn thêm. Còn mẹ trong phải đây bỏ vô thêm nhiều quá, mẹ không bỏ hết, nhiều quá đặc trong quá. đây có. Ủa, bình thường đâu có bỏ cái trắng trắng đâu. Cái trắng trắng là cái gì? Cá Cá thác lát hả? thì cá thấy mua ra rồi hổm hết ăn thử là cá bỏ vô. Con bỏ bún rồi bỏ rau rồi vô ăn được rồi, phải sắp thêm thịt bò. Bò bắp nữa. Hôm nay ngoài trời nó cũng mưa, chỉ mưa nó nên ngoài nó không được sáng lắm. Rau thì có nấm với lại spinach là rau gì không biết nữa. Cái luôn cái Xà dúng ở cái xà lách xoong. hôm nay mình chưa có rảnh, mình đi quay mùa thu ở đây đó. Các bạn thấy ngoài sau nhà mình cái cây nó chuyển sang màu vàng rồi, vườn rau bây giờ nó cũng trời te tua hết rồi. Rau muống thì giờ nó còi cọc nó không có lên nữa. Nó lên nhưng mà cái lá nó bị héo, bị cháy. Còn mấy cây kia bây giờ nó cũng tới cuối mùa rồi. Mình nghĩ chắc qua tháng này rồi mình được mấy tuần nữa của tháng 11 thôi. Giờ trời nó cũng lạnh. Có điều cuối tuần này á, thứ bảy chủ nhật tuần này á, thì nó trời nó mát. Một số cây thì nó không có đổi màu, nhưng mà một số cây nó sẽ rụng lá. Giống như mấy cây ở dưới ấy thì nó lâu đổi màu hơn. Còn cái mấy cây to to, mấy cây cổ thụ nè, nó phải cần giữ nước á, để cho mùa đông thì nó sẽ rụng lá sớm. Tại vì cây nó lớn, thân nó to, nó phải nuôi nguyên cái cây bự luôn. Nên sau những cái trận mưa, nếu mà bữa nay trời mưa thì ngày mai các bạn có thể thấy là lá nó sẽ rụng nhiều hơn. Cái cây này thì nó rụng sắp, nó vàng sắp hết cây rồi. Tao muốn ngoài kia như nó héo hết rồi. Tại đây mình đứng từ trên mình nhìn xuống thì thấy thấy nó héo hết rồi. Xuống dưới coi còn ăn được cái miếng nào không. Cắt đem vô để ăn với lại lẩu Thái. Cái máy mình quay là gọi là cái DJI Osmo, nó sử dụng cái giống như cái nó tự giữ thăng bằng, quay không có rung. Hồi sáng này thì mình mới xem cái video của bạn Thắng Ai qua đó, thì bạn như bạn mới mua cái mà DJI Osmo, cái handle dành cho cái mobile device, thì nó cũng giống vậy nè. Thay vì thì của bạn Thắng thì bạn bỏ cái phone bạn vô, còn cái của mình thì nó có sẵn cái camera luôn rồi.
mình không có gắn cái phone của mình vô mình quay. Đó, trời lạnh thì nó quéo lại hết nè. Bây giờ cảm giác như là giống như mình cắt rồi á, rồi xong mấy cái đọt của nó bị lạnh đó, nó bị lạnh đó, nó không có lên lại cái mới nữa. Đó. Rau muống bây giờ không còn ngon nữa, nó không còn xanh nữa, cây cà ở đây nó cũng sắp tàn rồi nè. Qua mùa đông thì nó chết dần, rồi mấy cây húng quế cái lá nó cũng vậy nữa, húng quế nó cũng cũng héo rồi. Ớt ớt chắc tí nữa mình mang vô trong nhà ăn cay quá, tí nữa mình tính đi mua cái cày giống như anh Tư anh nói, mua cái cày để mình để vào gara đó, mình sắp đồ lên chỗ gọn. Thôi bây giờ mình vô mình cắt. Giờ còn còn mấy cây ẹu ụt này thì mình cắt vô thử coi coi mình ăn được gì, cả cậu ăn được thì thôi, mà nhìn sao nó hay ghê quá. Mình đi xuống đây mình quay gần cái cây này cho các bạn xem. Đó, những cái lá thì nó chuyển sang màu vàng rồi đó. Dưới đất thì nó rụng rồi. Ngay cả cái cây thông này thì nó cũng rụng lá bớt nè. Đó, dưới đất nè. Để mình quay dưới đất, cái này là lá của cây thông nó rụng đó. Đó, nó vàng xong nó rụng. Mới đầu thì mình tưởng là không biết cái cây này nó có bị chết cái gì không mà sao nó rụng lá dữ vậy. Mình không biết, tại thường thường mấy cây lá kim này mùa đông nó đâu có rụng lá đâu. Mà cái cây nhà mình thì nó rụng quá trời luôn, chỉ có cái cây này thôi, cái cây nhỏ có hai cây lận, có hai cây. Cây bự thì nó rụng lá quá trời luôn, còn cây nhỏ thì nó không có rụng nhiều. Mình không biết cây bự này nó có bị chết không đó. Mình hy vọng là không. Mà sao rụng nhiều mà rụng quá trời. Đấy, cái này là rau muống mà mình cắt được nè. Thì nó có sâu tùm lum hết nè, để mình vô coi mẹ mình có ăn được không. Hay ăn được thì ăn, còn không ăn được thì bỏ thùng rác hết. Nó cũng èo ụt quá mà lật ra thì chắc mất công lắm, tại vì lá có lá thì nó lởm chởm lởm chởm. Hai tay trời lạnh, hai tay trời lạnh hay tại vì thuốc, thuốc hả? Không biết cha có phun thuốc đâu. À, còn thấy không ăn được thì bỏ đi, lọc mất công ăn mấy cái rau kia được rồi. Sáng nay mình có giặt đồ, cái này đồ của ba mình. Cái đồ mình sấy mà bây giờ sấy nó chưa khô nên mình phải sấy thêm nữa. Thường đồ mình sấy thì mình chỉ chỉnh nhiệt độ medium thôi, mình không có chỉnh nhiệt độ nó cao thì mình sợ dãy rồi mấy cái đồ nó dễ bị hư, nóng quá thì nó dễ bị tơ, nên mình chỉnh nhiệt độ trung bình thôi, medium. Nhưng mà mình thấy lúc nó sấy nó cũng nóng lắm, giờ mình bật mình sấy thêm nữa.
Bên Mỹ thì nó có, thí dụ như mình mua quần áo mà đắt tiền hoặc là quần áo mà chất liệu vải nó đặc biệt á, thì mình sẽ đọc hướng dẫn. Có khi mình phải giặt nước lạnh, có khi mình phải giặt nước mát, hoặc có khi mình phải giặt nước nóng, tùy theo cái loại vải. Tại vì nếu mà mình giặt không có đúng á, thì nhiều khi cái vải nó bị hư hoặc cái vải nó bị thung lại. Đó, khi mà nước nó chảy qua thì ở đây nhìn không có rõ lắm, tại cái kiến này nó cũng mờ. Nhưng mà mình có thể thấy là nước có xà bông á, thì nó xanh xanh, sau khi mà nó hòa tan hết xà bông rồi thì nó sẽ chảy nước thường thôi. Thì cái máy giặt này dung tích nó lớn, tại vì nó không có cái nó không có cái thanh ở giữa đó. Có cái thanh ở giữa thì nó đánh thì đồ nó sạch hơn, nhưng mà cái này thì nó không có thanh ở giữa, nhưng mà không có cái thanh đó thì mình bỏ được nhiều đồ hơn. Bây giờ mình sẽ lấy thêm cái móc nữa. Lúc trước mình tính móc mấy cái áo khoác đây nè. Bây giờ mình sẽ dời dời cái đầu móc này qua bên đây, tại vì hồi trước á mình có mấy cái móc không có dùng nữa, mình sẽ đem vô mình gắn cho cái thanh này. Hồi trước camera mình cũng có một cái thanh y chang vậy luôn, nhưng mà nó có dư mấy cái móc á, mà trong đây nó móc đủ hết rồi, nên mình sẽ lấy cái móc của cái thanh ở ngoài trước để mình đem vô đây mình gắn lên cho cái móc này, rồi để mình dùng cái móc đó mình bán đồ. Ý của mình là treo cái áo nó như vậy. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái xe của mình luôn. Đây là mấy cái đồ để mình rửa xe này. Bữa nay chủ nhật đó, nên đi làm về cũng sớm. Chết rồi, bây giờ trời mưa rồi. Chắc bữa nay không rửa được rồi các bạn ơi, trời mưa rồi. Nãy mình tính về, tại vì về là 4 giờ mấy á, về tới đây 5 giờ thì trời nó cũng tối sớm á, nhưng mà tới 6 giờ nó mới tối luôn. Mình về mình còn chút thời gian á, thì mình tính rửa cái xe của mình, xong rồi rửa cái xe của ba mình, nhưng mà giờ trời nó chuyển mưa rồi nên chắc bữa nay không rửa được. Cỏ thì tuần trước mình có cắt rồi, tuần trước mình cắt cỏ rồi, tuần trước mình cũng quay cái vườn bông rồi, nhưng mà mình chưa có up cái phim nó lên. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay cho các bạn nè, tuần tuần này nó còn eo uột hơn cái tuần trước nữa. Tuần trước thì nó còn nhìn đỡ đỡ, tuần này thì nó bắt đầu chết rồi, nó bắt đầu héo, nó bắt đầu tàn. Nó bông cúc nè, bông cúc bây giờ nó không có ra mới nữa, bây giờ nó bắt đầu khô lại là chết đi. Đó. Cái cây kia thì nó nở một đợt bông rồi, bây giờ nó không ra bông mới nữa. Còn bông hồng ở đây với lại một cái dây rau lan, rồi mấy cái bông sam giờ nó cũng quắp rồi, trời lạnh quá nó quắp lại. Nhưng mà sau cái trận mưa này á, thì lá nó sẽ đổi màu nhiều hơn. Tại như mình nói thì những cây giống như cây lớn thì nó cần giữ nước cho mùa đông á, nó sẽ bắt đầu rụng lá khi mà mưa xuống nè. Bữa gặp anh mình thì mình cũng có hỏi,
Lần trước mình nói là không biết khi mà mùa đông tới thì mình có cần phải nhổ hết cái mấy cái cây bông đồ rau rác rồi mình lên bỏ hết không? Hay là mình cứ để cho nó chết rồi nó thành phân luôn? Thì anh mình nói nên nhổ nó đi hết đi. Nhổ đi hết đi. Thì chắc mấy tuần nữa thôi, mấy tuần nữa mà mình thấy nó chết khô rồi mình nhổ hết nó lên xong mình xới lại đất để cho năm sau mình mua phân mình bón mình trồng cái bông mới vô. Những cây mà nó mọc lại như là bông hồng nè, anh mình nói bông hồng nó sẽ mọc lại. Rồi cái cây dây leo này nữa, dây leo này nó cũng sẽ mọc lại cho mình. Để bây giờ mình đi vô. Cái trời nó đang mưa. Còn cái này là cái máy thổi tuyết nè. Cái máy xúc tuyết á, mùa đông thì mình không có cần dùng tay để mình xúc nữa. Mình dùng cái máy này thì mình chạy á, thì cái cần này nó sẽ thổi thổi tiếp đi, mình muốn nó thổi hướng nào thì mình chỉnh. Nó ví dụ mình thổi ra bên hông phía bên tay trái thì mình chỉnh qua phía bên tay trái. Còn mình đi lề phải mình muốn nó thổi ra bên phải thì mình xoay nó qua bên phía bên tay phải. Đó, rồi cái barbecue cái đồ nướng này thì mùa đông mình cũng nướng thịt ở ngoài trời đó nên mình mang nó xuống ở dưới tầng hầm mình cắt ở dưới. Rồi cái xe cắt cỏ thì chắc mình cũng mang dưới mình cắt luôn. Tại trên đây không có chỗ đó. Nếu mà đậu hai xe đó, nó sẽ có hai cái tấm bê tông này không? Các bạn thấy ở ngoài cái driveway đó là cái chỗ mình đậu xe ở ngoài đó, thì nó cũng có hai cái tấm bê tông thì ở trong đây nó cũng có hai tấm như vậy đó. Thì đậu được hai chiếc giống vậy. Chỉ cần mình dẹp dọn ở phía bên đây. Rồi xong rồi mình dẹp dọn phía bên kia. Đó, thì đậu xe nó rộng rãi. Thôi thì bữa nay không có rửa xe được thì mình cắt cái này vô. Trời mưa rồi. Lá nó sẽ bị đốm 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 đâu phải bị sâu. Nấu xong cái nồi bự xong mình chiết ra cái phần nhỏ đó. Ăn cho nhanh. Sao nó nằm đâu à? Để vô cái bóng đèn nè. Nhanh 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 nhanh. Sầu đo hay gì vậy? Sầu đo hết hồn. Mày cái đường mày còn thấy sâu rồi đâu, gặp tao nãy thì tao lùa vô hết rồi. Nhớ ở Việt Nam mình thấy cái con cứ tưởng là con đom đóm, đi đâu tối về á cái đom đóm lại gần cái bóng nó lên là con sâu, cái đó là mắt của con sâu. Tao nghe mày chảy tao cũng ghê đi.
Này cái này ớt của Mỹ nè. Yep. Cái đó. Khi mình ăn ăn phở mình sắt á cái ớt bự bự là cái ớt này nè. Đây nè, giờ mình sắt để mình qua năm sau đó mình kiếm cái ớt về trồng đi. À. Chị Tư mẹ nói nó mua được cái ớt đó. Ờ. Trồng đó rồi mình ăn mình bẻ mình ăn với Tư, cái ớt đó nó thơm. Giờ sắt cái ớt này ra hả? Vậy thôi để dành cái ớt này, cái ớt này để ăn phở mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn phở rồi ăn cái kỳ rồi. Còn giờ mình ăn cái này sắc cái ớt trái của mình vô ăn được hả? Khỏi sắc ớt này chứ. Đây có nước mắm nè. TV con ở cái TV này thì nó có kết nối với wifi nhưng mà mình thì mình xài cái đầu mình có cái cục gọi là cái Apple TV ấy. Nó sẽ cho phép mình kết nối với lại iPad, iPhone để mình bắn cái phim của mình lên mình coi, dù mình coi YouTube hoặc mình coi trong cái trình duyệt web ấy, thì mình đều có thể bắn lên đây được. Mình sẽ dùng cái iPad của mình nè. Mình sẽ bắt ở đây. Én vàng tập 3, hình như cái đó là Én vàng tập 4 chắc, chủ đề về với yêu thương nè. Đây. À, thì nó có cái nút gọi là cái AirPlay là mình sẽ kết nối với lại cái living room Apple TV của mình. Mình có thể đặt tên tùy theo cái thích của mình, nhưng mà đó, mình bắn lên TV rồi đó. Bây giờ mình sẽ coi trực tiếp trên TV luôn. Skip cái ad. Hành trình của em và 2016 tiếp tục đưa 6 anh em tiềm năng đến với miền cảm xúc thật khác. Những câu chuyện không có những ai biết xa. Giờ mình sẽ làm một tô bún. Bắt cho nó sôi lên cái nè. Giờ mình sẽ bỏ bún vô tô xong rồi trụng thịt bò với lại rau. Nhớ bỏ đồ muối cho nó nghe con nhé.
quý vị, cho phép tôi được bắt đầu. Để những nhịp cầu kia không còn là biểu hiện của những gian dở, và biết đâu tôi sẽ cùng chị viết nên ca khúc chị tôi một cách tên tình ngọt ngào hơn. Sau khi mà ăn uống đồ xong rồi ngồi xem tivi với ba mẹ, giờ mình sẽ chạy ra chỗ Home Depot để mình mua chiếc kệ trời thì bớt mưa rồi nhưng mà mây vẫn còn đen lắm, mình nghĩ nó còn mưa nữa. Xe của mình thì nó hơi bài trong đây. Mình tính bữa nay rửa xe xong rồi dọn dẹp ở trong xe. Nước hai ba chai nước luôn. Mình chưa có dục rác. Đây. Kẹo the. Chỉ nhà khoa. Rồi. Đèn. Rồi. Kinh khủng chưa, cái xe mình nó bại ghê chưa. Còn cái thuốc này nè, thuốc này là để ví dụ như mình buồn ngủ á, nó là instant energy, nó cung cấp vitamin cho mình. Mở ra như cái thuốc xịt vậy, như cái chai dầu thơm vậy, mình xịt này. Nhưng mà người ta quy định là mỗi ngày mình chỉ xịt là tối đa là bốn cái lần xịt thôi, mình không được xịt quá tại vì mình nghĩ chắc nó chứa nhiều caffeine với lại mấy cái chắc mà mình sử dụng nhiều quá thì cũng không tốt, thuốc bổ cũng vậy, vừa đủ là thôi chứ mình lạm dụng quá thì nó cũng không tốt. Mình mới bước vô xe thì bây giờ ở ngoài trời nó bắt đầu nó đổ mưa xuống nữa rồi, nhưng mà thôi mình cũng chạy lại đó, em đi xe nên không có sao hết, mình đóng cái cửa gara lại đi. Qua cái này cho các bạn dễ thấy. Xong rồi trời mưa thì mình chạy mình phải bật cái đèn lên, không có biết là trời tối hay sáng, nhưng mà hãy trời mưa thì mình phải bật cái đèn pha lên để cho những cái xe sau á người ta có thể thấy cái đèn đuôi xe của mình mà người ta tránh mình. Bây giờ cũng chiều tối rồi.
Nhưng mà ban ngày thì mình chạy, nếu mà có chuyện mưa thì mình cũng nên bật đèn lên. Trong cái luật học giao thông thì người ta cũng quy định mình là như vậy. Lần trước mà mình đi mua phân á, thì mình cũng chạy vô cái chỗ Home Depot á. Nhưng mà bây giờ Home Depot thì mình chạy xa hơn, mình phải chạy qua bên phía bên kia của cái xa lộ luôn. Thì từ đây tới đó cũng cỡ 9-10 phút. Nhưng mà bây giờ mình thử vô cái chỗ Lowe's coi. Cái chỗ Lowe's nó cũng bán đồ dành cho nhà cửa, dành cho giường tường. Thì mình vô chỗ nhà cửa trong cái Lowe's coi nó có bán cái kệ không. Tại vì cái Lowe's với lại cái Home Depot thì nó bán đồ cũng giống giống nhau. Hai cái tiệm đó là nó cạnh tranh nhau á. Hai cái chỗ nào mà có Lowe's á thì có thể là gần đó nó sẽ có cái tiệm Home Depot. Từ nhà mình mà đi qua hai cái tiệm đó thì cái tiệm Lowe's nó gần hơn. Nó còn nằm ở phía bên đây của cái xa lộ, với lại nó thuận đường hơn. Ở bên đây mình quẹo phải thì nó nằm ở phía bên tay phải của mình á. Còn cái Home Depot á thì nó nằm phía bên tay trái, mà nó lại nằm xa hơn nữa, mình lại phải chạy xa hơn. Là mình đánh dặn đúng nữa, nó để là L O W rồi chữ E rồi dấu sắc S rồi sau là chữ S, không biết là đọc là Lowe's đúng không hay là Lowe sao lại Lowe's Lowe. Thì trời mưa bây giờ cũng vắng. Chủ nhật thì mình nghỉ 9 giờ hoặc là 10 giờ gì nó đóng cửa.
giữ lại từng phút giây, anh không dám nói lời yêu em. Cái cây hút lá thì nó giống như vậy nè, mấy cái cọng nó thì bằng bằng nhôm hoặc bằng sắt nè.